Cái gì? Có thể là hai táo được ư? Và mình vừa phát hiện cái bạn duyên này có thể là hái được trái táo trên cây táo kìa. Ôi trời ơi. Rồi, và để là mình đi hái trái táo thử nha các bạn ơi, xem là có được hay không nha. Rồi đây là cây táo nè. Đó, và mình sẽ là lấy cây vợt ra. Rồi, bây giờ tôi coi là hái có được hay không nha. Đó, hay là bị lừa đây. Rồi, hình như là mình bị chôn rồi các bạn ơi, không hái táo được. Đó, và mình đã leo lên cái cây rồi nhưng mà không được các bạn ơi. U là trời, tôi tưởng là hái táo được chứ. Đó, tôi qua tôi hái nè, hết rổ luôn. Đó, và ăn cho sướng. Và đây là hai bạn may mắn đã trúng cái giải mini game của mình. Bạn đầu tiên tên là FL Xuê Tân. Đó, đã chọn cái áo thun tim bên phải nha. Và cái bạn thứ hai tên là One X Boring, đã chọn cái áo nào cũng được. Đó, và mình sẽ tặng cái áo thun bên trái. Và lại xin chúc mừng hai bạn đã trúng cái giải. Và các bạn hãy tiếp tục tham gia cái mini game của mình bằng cách là comment cái tên nhân vật và chọn cái áo thun bên trái hay bên phải nha. Đó, tùy các bạn. Và các bạn nhớ là like cái video này, đăng ký kênh và xem hết cái video clip nhé. Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Rồi, ok. Và ngày hôm nay mình sẽ là hướng dẫn các bạn đó làm các nhiệm vụ trong cái sự kiện cặp đôi couple này nha. Và các bạn này mà chưa tìm cái 12 trái tim couple này thì có thể là quay lại cái video trước. Mình đã có cái làm clip hướng dẫn là tìm vị trí 12 cái trái tim couple này rồi. Các bạn có thể là quay lại xem nha. Rồi, mình vừa nhận một cái hộp bưu điện phép thuật này. Rồi, một cái chồng bưu điện. Và ngày hôm nay có một bạn fan đã tặng quà cho mình. Đó, nhưng mà không phải là mình khoe fan tặng quà cho mình, mà mình phát hiện cái avatar của cái bạn fan này là thử động được mọi người ơi. Đó kìa kìa, đó không biết là bạn này nhận ở đâu nữa. Rồi ok, tí mình sẽ là hỏi các bạn đó nha, cách nhận cái avatar động. Ok, và xin là cảm ơn cái bạn My nha, đó đã tặng mình cái ba lô bánh mì cực kỳ là dễ thương này luôn. Đó, công nhận là fan cứng của tôi. Hôm trước là có tặng mình cái ba lô siêu xịn sò, đó chính là cái cánh bướm nha các bạn ơi. Đó, bữa nay là tặng tôi cái ba lô bánh mì nữa. Công nhận là cưng dễ sợ luôn. Rồi, và có đồ mới là mình sẽ mặc cái ba lô mới này nha. Và ngày hôm nay là chúng ta cái gói VIP pass mới là mùa đám cưới vui vẻ. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ là cùng xem là những cái nội thất và những cái món đồ mới trong cái VIP pass là mùa đám cưới vui vẻ này nha. Ủa, alo. Ủa sao nhìn lẻo quá các bạn ơi. Sao tự nhiên cái giao diện bây giờ nó khác rồi mọi người. Rồi, vậy như vậy là chúng ta sẽ có hai dòng kích hoạt vé VIP pass. Đó, kích hoạt bình thường là 149k và kích hoạt vé play mở tức thì cắt 18 là 329k. Và có cái profile giới hạn. Vậy như vậy là cái bạn My để nhận cái profile giới hạn này. Đó, ảnh động này trong cái VIP pass mua là 329k nha các bạn ơi. Và đương nhiên là mình là sẽ không mua rồi, tại vì nhà phát hành sẽ là gửi cái gói VIP pass này cho mình. Mà mình cũng không biết là gửi cái VIP pass có tặng ảnh động hay không nữa, hay là tặng cái VIP pass thường. Rồi, thì cái vật phẩm đầu tiên đó chính là cái chú cuốn mắt teo đeo hoa này, rất là cute luôn. Rồi, theo cái mặt cô dâu nè. Đó, và các nội thất đám cưới rồi bỏ hoa cưới nè các bạn ơi. Rất là xinh luôn nha, nhưng mà cái VIP pass dành cho nữ đó các bạn ơi. Và mình hy vọng sắp tới có gói VIP pass dành cho chú rể nha. Đó, có cô dâu phải có chú rể đó các bạn ơi. Rồi, và cái nơ của cô dâu cũng rất là đẹp nữa. Và nói chung là đợt này nhất là cập nhật cái tính năng avatar động mình thấy khá là hay. Đó, phải đúng với cái suy nghĩ của mình là mong muốn luôn. Và là hy vọng là sắp tới Nhật Thành là cập nhật thêm, đó, bổ sung những cái avatar động và những cái ảnh động khác xịn sò hơn nha. Đó, chứ mấy cái avatar cũ mình thấy nè cũng khá là nhèm rồi. Đó, nói chung là nhìn chán rồi các bạn ơi. Và ngày hôm nay là mình chỉ là coi sơ quay thôi nha các bạn ơi, tại là bây giờ Nhật Thành chưa gửi cái gói VIP pass cho mình nữa. Đó, thường thường là chậm 2 ngày đó mọi người. Có gì thì mình sẽ là review sau cho các bạn nha. U là trời, mở ra cái toàn là cái sừng không à các bạn ơi. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ là hướng dẫn các bạn đó làm các nhiệm vụ và cũng như là cách để chúng ta nhận rất là nhiều xu trái tim nha. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ là nhận xu trái tim trong cái quà tặng hôm nay nha. Và chúng ta nhận tổng cộng là 265 trái tim đó trong cái một quà tặng hôm nay. Và cách nhận cái xu tim tiếp theo là chúng ta sẽ là nhận cái nhiệm vụ đó của hai NPC đang ở đây nha các bạn ơi. Và cái NPC đầu tiên chính là Gong Xuân Hin, sẽ bắt chúng ta lại đi tìm cặp đôi yêu nhau đó đang mới cưới ở khách sạn khu nghỉ dưỡng.
và mình sẽ là hướng dẫn các bạn cái vị trí tìm cái cặp đôi yêu nhau này nha các bạn ơi. Có nhiều bạn là chưa biết cái chỗ để tìm. Rồi, và cái vị trí đầu tiên đó chính là trong cái khu resort này đó, cái nhà này các bạn ơi, cái nhà to đây. Đó, và các bạn sẽ là đi lên trên lầu nha. Đó, hai cái người đó ở trên lầu đó các bạn ơi, hôm trước là mình tìm ở trong này nè. Rồi, và như vậy là hôm nay là không có ở trên đây rồi. Ok, và mình sẽ chỉ các bạn cái vị trí thứ hai để tìm nha, chắc chắn là sẽ thấy. Và cái vị trí thứ hai các bạn sẽ là đi qua bốn cái lều đây, đó đang dựng ở ngoài biển này các bạn ơi. Rồi, và các bạn sẽ đứng ở ngoài nha, khỏi cần đi vô nha. Nhìn vào cái cửa đó các bạn ơi. Đó, nhìn vô cái cửa mà thấy ai đứng là các bạn sẽ vào tìm nha. Đó chính là cái hai NPC đó mọi người ơi. À kia đâu, đó thấy chưa. Rất là dễ luôn, đó khỏi cần đi ra từng phòng nha mọi người. Công nhận là báo dễ sợ luôn. Đó, đi nghỉ dưỡng ở khách sạn mà bắt tôi đi tìm làm gì. U là trời đồ đi coi ăn cơm chó à. Rồi, và đây cái nhiệm vụ nhận nhiều xu tiêm nhất luôn. Đó là 300 xu tiêm luôn nha các bạn ơi. Đó, các bạn nhớ là làm cái nhiệm vụ này nha, đừng có bỏ, uổng lắm. Và cái nhiệm vụ của NPC tiếp theo đó chính là Dana. Sẽ là bắt chúng ta là làm cái nhiệm vụ đó, chờ người khác tiêm mình nha. Đó, 3 người tiêm cho mình là sẽ được. Các bạn cô tôi đếm là từ 1 đến 3 nè. Đó là xong cái nhiệm vụ luôn nha. Rồi nè, chuẩn bị nè. 1 2 3. U là trời, sao có ai tìm cho mình hết vậy các bạn ơi. Các bạn tìm cho mình đi, sao không có ai tìm cho mình hết vậy. U là trời ơi, quê là quê luôn. Bình thường là mình thấy mọi người là hay tìm cho mình lắm, sao cái hôm nay không ai tìm cho mình hết vậy. Rồi, và mình sẽ là đổi cái ghế cho nó đổi phong thủy nha các bạn ơi. Hình như cái ghế nó xui quá, không có ai tìm cho mình hết. Đó, thấy chưa, đổi ghế và các người nhiều người tìm chưa các bạn ơi. Đổi ghế cái là ngon ngay. Rồi xong nhân ba này, 150 xu tiêm. Ủa là chờ, và mình thấy các bạn là đã nhận cái chiếc xe đẹp hộp quà cao cấp cuối cùng rồi mọi người ơi. Xe đạp đôi rung động này nè, không biết bạn đã làm cách nào mà mở full cái hộp này nữa. Và cái chiếc xe đạp này đi được hai chỗ nha các bạn ơi. Và là cái thông số cái xe đạp đôi rung động, tốc độ 5.5, tăng tốc 7, độ gia tốc là 1.5, và đi được hai chỗ. Rồi, và cái nhiệm vụ tiếp theo có nhiều bạn cũng là chưa biết, đó chính là đi tìm cư dân có cái dấu trái tim ở trên đầu. Đó, cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần là lái xe và đi tìm các NPC đang có mặt ở trên đảo Kai An này nha. Và ai mà có cái dấu trái tim ở trên đầu thì các bạn sẽ là tới chỗ người đó nha. Đó, và mình sẽ đi tìm các NPC đang có mặt ở đây. Nói chung là ở quanh đây thôi mọi người. Rồi, không có rồi. Tiếp theo sẽ qua cái khu trường học. Đó, cái đây các NPC này cũng không có. Rồi tiếp theo là khu nhà ma. À đây mọi người, đó thấy chưa, có cái hình trái tim nó bay kìa các bạn ơi. Đó là cái NPC đó nha. Rồi, và tiếp theo là chúng ta cũng sẽ là tiếp tục tương tự. Đó, đi tìm cái NPC có cái dấu trái tim ở trên đầu. U là trời, thì ra cái chú cảnh sát này các bạn ơi, tôi tìm nãy giờ không thấy. Đó, thì ra nằm ở đây. Rồi xong, quá là đơn giản luôn. Đó, nếu các bạn chịu xem cái video clip của mình hướng dẫn nha, đó thì mọi thứ sẽ trở nên easy. Rồi bây giờ sẽ là quay lại trả nhiệm vụ và nhận xu nè. Rồi 70 xu, nhận 3 210 xu rồi. Và cái nhiệm vụ tiếp theo đó chính là đi bắt mấy cái trái tim đang lơ lửng. Rồi cái này thì cũng rất là đơn giản thôi, cũng giống như đi các bạn đi bắt mấy cái lá phong bắt hồn ma đó. Và theo cái suy nghĩ của mình là có thể là sắp tới là game sẽ tổ chức một cái cuộc đua tranh cúp nha. Đó, chủ đề là đi bắt cái mấy trái tim đó mọi người ơi. Đấy, mình đoán là như vậy nha. Còn các bạn đoán là cái sự kiện thi cái gì thì nhớ là comment dưới video này. Và mình để ý là mấy cái trái tim bay này thấy rất là ít luôn. Nó còn ít hơn là mấy cái hồn mê đó các bạn ơi. Tôi thấy là hình như là một map có một cái hai cái à, không có nhiều. Nên là các bạn là chú ý là đổi map nha. Đó, nếu không phải là đổi map liên tục. Trong khu camping cũng là có nè. Đấy, trong khu camping như là có nhiều hơn ở ngoài và đây ra đó các bạn ơi. Rồi xong, bây giờ là trả nhiệm vụ nè. Đó, và nhận 270 xu. Và các bạn đừng quên một cái NPC nữa nha, để nhận nhiệm vụ nha. Đó chính là cái NPC Gabriel Ojib. Đó, cái ông đang đứng đây mọi người ơi, giống cái chú hề nè. Đó, các bạn nhớ là qua đây nhận nhiệm vụ đi nha, không là quên đó. Và nhiệm vụ bắt đến chỗ John Leon để tìm hoa. Đó, phải sao là chúng ta đi nhặt cái 10 cây cỏ dại nha mọi người. Rồi cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Đó, nói chung là nó quanh đây thôi mọi người. Rồi xong, 8, 9, 10 cây cỏ dại. Rồi, và xong nhiệm vụ, quay lại player trẻ nha các bạn.
Ok, và mình vừa hướng dẫn các bạn làm tất cả các nhiệm vụ trong cái sự kiện cặp đôi couple rồi nha. Vậy để xem là ngày hôm nay mình nhận được bao nhiêu xu. À, và có một cái NPC mới trong phim đang cập nhật, đó chính là NPC thu đồng này. Rồi, và không biết là cái xu sự kiện là cái xu gì nữa. Rất có thể là trong cái phiên bản cập nhật sắp tới là sẽ ra mắt một cái loại tiền tệ mới nào đó nha mọi người ơi. Để chúng ta là tới đổi để nhận cái tiền sao ở đây. Và hiện tại là cái số xu team của mình là 3.356 xu. Ok, và mình sẽ là lựa một cái set đồ mình đổi nha. Đó, mình chưa có đổi cái bộ đồ. Ok, một cái tóc nè, 1.000 xu nè. Wow, và xong cái hộp đầu tiên luôn kìa. Có hai món. Một cái tư thế hôn bình thường. Rồi một cái avatar, một cái emoji mặt trái tim. Rồi đổi cái bộ đồ luôn. Nói chung là cái bộ đồ này đang rất là hot. Đó, mình thấy cái bộ nào này rất là cute luôn đó. Đấy, các bạn đã tranh thủ lên làm nhiệm vụ để đổi nha. Bộ đồ rất là cute luôn. Đấy, nam nữ đều đẹp hot. Và cái số xu của mình là còn là 1.000 đó. Tôi sẽ là đổi cái đồ giày luôn, đổi full luôn nha. Ok, xong rồi nè. Chưa xong cái hộp thứ hai các bạn ơi. Chắc là qua ngày mai đó. Chắc phải 1-2 ngày nữa mọi người. Rồi, mặc dao. Đó, có đồ mới là mặc dao liền các bạn ơi. Thấy chưa, dễ thương chưa mọi người ơi. Quá là cưng luôn. Còn đây hai cái emoji mới mình vừa nhận nè. Đấy, cũng rất là dễ thương. Rồi, xong. Và như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn đã làm tất cả nhiệm vụ trong cái sự kiện couple này rồi nha. Và nếu các bạn thấy cái video này hay và bổ ích thì các bạn nhớ là cho mình lượt like video, lượt đăng ký kênh nha. Để ủng hộ kênh của mình là đạt mốc tiếp theo là 40.000 người đăng ký. Rồi, còn bây giờ thì xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.